Kỹ thuật gạch 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết theo phương pháp diện trần bố châu. Như chúng ta đã biết, hệ bạch huyết là hệ thống miễn dịch của cơ thể có tác dụng chống lại mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể chúng ta. Theo nguyên lý phản chiếu của phương pháp diện trần bố châu, để làm tăng cường sức đề kháng, giúp cho hệ bạch huyết hoạt động được hiệu quả hơn, chúng ta có thể tác động lên các vùng phản chiếu ở trên gương mặt. Kỹ thuật này có tên gọi là gạch 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết, là một trong những đại giản thuật quan trọng bậc nhất của phương pháp diện trần bố châu, được thầy Bố Châu xếp vào trong nhóm tứ đại thiên vương. Kỹ thuật này có rất nhiều tính năng quan trọng, giúp làm an thần, bổ não, tăng cường sự tập trung và trí thông minh, giúp làm bổ máu, bồi bổ cơ thể, làm mạnh gân cơ khớp, làm săn da chắc thịt, làm tăng cường chức năng sinh lý, làm tăng cường sức đề kháng, giúp chống nhiễm trùng, nhiễm khuẩn, điều hòa các chỉ số của cơ thể như nhiệt độ, huyết áp, tim mạch, điều hòa sự tiết dịch, điều hòa sự co giãn cơ, làm tan nhanh những cục máu đông trong cơ thể, thúc đẩy quá trình đào thải độc tố, giúp thanh lọc cơ thể.